Xin chào các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay mùng 10 tháng 8 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là những tin vắn đáng chú ý, phần cuối bản tin là thông tin giá lúa gạo được thu mua tại các vùng trọng điểm. Giá gạo xuất khẩu ở mức đỉnh của 15 năm. Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có diễn biến tăng ở nhiều địa phương. Cùng với đó, giá gạo 5% tấm xuất khẩu cũng được chào bán ở mức đỉnh của 15 năm, từ 590 đến 600 đô la Mỹ trên tấn. Mức giá từ 590 đến 600 đô la Mỹ trên tấn cao hơn so với mức từ 550 đến 575 đô la Mỹ trên tấn của tuần trước. Một thương nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá gạo tiếp tục tăng sau khi Ấn Độ và một số nước khác hạn chế xuất khẩu. Nhận định về triển vọng giá gạo, nhiều thương nhân nói chưa biết giá sẽ tăng đến mức nào. Trong 2 tuần qua, giá lúa của Việt Nam đã tăng mạnh do nhu cầu lớn từ các nhà xuất khẩu và chế biến. Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho thấy, ở Sóc Trăng, giá lúa tăng so với tuần trước như Đài Thơm 8 ở mức 8.100 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg, RVT là 7.800 đồng trên kg, cũng tăng 200 đồng trên kg, OM5451 tăng 100 đồng trên kg, lên mức 7.800 đồng trên kg. Giá lúa ở Hậu Giang cũng có sự tăng khá như IR50404 lên 8.000 đồng trên kg, tăng 400 đồng trên kg, RVT là 8.400 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg, OM18 là 8.500 đồng trên kg, tăng 600 đồng trên kg. Không chỉ Việt Nam, trong tuần qua, giá gạo tiếp tục tăng mạnh tại hầu hết các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu châu Á. Do tâm lý lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung sau lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ. Trên thị trường, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm, đạt 627 đến 630 đô la Mỹ trên tấn, cao hơn đáng kể so với mức giá 545 đô la Mỹ trên tấn được ghi nhận vào tuần trước. Một thương nhân ở thủ đô Bangkok cho biết giá gạo cao khiến hoạt động bán hàng ngưng trệ, đồng thời tiết lộ nhiều khả năng sẽ có thêm nguồn cung mới tham gia thị trường vào cuối tháng này. Một thương gia khác chia sẻ, Thái Lan có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trong năm 2023, nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ tình hình ở Ấn Độ. Sau khi chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không phải Basmati ngày 20 tháng 7, giá gạo đồ 5% tấm của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 450 đến 455 đô la Mỹ trên tấn. Một nhà xuất khẩu cho biết giá gạo đồ của Ấn Độ tăng vì đó là loại gạo duy nhất được phép xuất khẩu, nhưng nhu cầu đang thấp hơn bình thường vì giá cao. Giá lúa gạo hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2023, giá lúa tăng 200 đồng trên kg, gạo tăng 1.000 đồng trên kg. Trên thị trường gạo nội địa, tại An Giang, giá các loại gạo bán lẻ cũng tăng 500 đến 1.000 đồng trên kg. Theo đó, giá gạo trắng thông dụng ở mức 15.500 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 19.000 đồng trên kg, tăng 500 đồng trên kg, gạo sóc thường 16.000 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg, sóc thái 18.500 đồng trên kg, tăng 500 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg. Tại chợ Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giá gạo thơm các loại dao động 16.000 đến 20.000 đồng trên kg, rẻ nhất là gạo 504 cũng có giá 15.000 đồng trên kg, gạo huyết rồng 22.000 đồng trên kg. Mức giá gạo bán lẻ đã tăng 1.000 đến 2.000 đồng trên kg tùy loại so với tuần trước. Theo các thương lái tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về nhiều, nhu cầu mua cao, giá gạo các loại có xu hướng tăng, bạn hàng và thương lái đòi giá cao. Với mặt hàng lúa, giá lúa hè thu tiếp tục giữ mức cao, giao dịch chậm do thương lái e ngại, không dám mua vào. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh tăng. Theo đó, tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang sáng ngày 10 tháng 8, giá lúa IR504 ở mức 7.300 đến 7.500 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg, OM18 ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg. Với các chủng loại lúa còn lại, giá ổn định. Hiện lúa Đài Thơm 8 ở mức 7.400 đến 7.600 đồng trên kg, OM5451 ở 7.300 đến 7.600 đồng trên kg, nàng hoa 9 có giá 7.200 đến 7.600 đồng trên kg, lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên kg, lúa nàng nhanh khô ở mức 15.000 đồng trên kg. Với lúa nếp, nếp Long An tươi ở mức 6.700 đến 7.000 đồng trên kg, giá nếp An Giang tươi ở mức 6.300 đến 6.600 đồng trên kg,
nếp An Giang khô ở mức 7.700 đến 7.900 đồng trên kg, nếp Long An khô có giá 7.700 đến 7.900 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu sáng ngày 10 tháng 8 ổn định ở mức 12.200 đến 12.250 đồng trên kg, trong khi giá gạo thành phẩm tiếp tục tăng 100 đồng trên kg lên mức 14.300 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR504 ở mức 11.600 đồng trên kg, cám khô giảm 100 đồng trên kg xuống còn 7.600 đồng trên kg. Giá phân bón hôm nay 10 tháng 8 năm 2023 giao dịch ổn định. Phân ure, Phú Mỹ 450.000 đến 570.000 đồng một bao. Bình Điền 340.000 đến 490.000 đồng một bao. Ure Hà Bắc 350.000 đến 720.000 đồng một bao. Ure Ido hạt đục 280.000 đến 520.000 đồng một bao. Ure Malay hạt đục 390.000 đến 788.000 đồng một bao. Ure Brunei hạt đục 420.000 đến 750.000 đồng một bao. Phân DAP Hồng Hà 1 triệu đồng một bao. Đình Vũ 600.000 đến 880.000 đồng một bao. Đức Giang 900.000 đến 950.000 đồng một bao. Philippines 1.150.000 đến 1.050.000 đồng một bao. DAP Nga đen 64% 950.000 đến 1 triệu đồng một bao. DAP Trung Quốc 1 triệu đồng một bao. Phân kali miếng Phú Mỹ 520.000 đến 670.000 đồng một bao. Con cò 640.000 đến 750.000 đồng một bao. Canada 730.000 đến 770.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8. Bình Điền 790.000 đến 820.000 đồng một bao. Phú Mỹ 790.000 đến 850.000 đồng một bao. Hàn Quốc 16-16-8 cộng 9S 800.000 đến 850.000 đồng một bao. 16-16-8 TE Việt Nhật 920.000 đến 970.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15. Ba con cò 900.000 đến 1.100.000 đồng một bao. Bình Điền 1 triệu đến 1.050.000 đồng một bao. Sông Danh 1.050.000 đến 1.100.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 TE. Bình Điền 1.050.000 đến 1.100.000 đồng một bao. Phân Lân, Lân Long Thành 220.000 đến 280.000 đồng một bao. Lân Vân Điền 250.000 đến 290.000 đồng một bao. Trước những biến động trên thị trường lúa gạo gần đây, các địa phương đang đẩy mạnh xuống giống vụ thu đông. Tại Long An, tính đến ngày 1 tháng 8, toàn tỉnh đã gieo xạ 38,2 ngàn hecta lúa thu đông sớm, đạt 66,8% so với kế hoạch. Trên thị trường xuất khẩu gạo, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 4 tháng 8, giá gạo xuất khẩu 5% tấm giao dịch ở mức 618 đô la Mỹ trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 598 đô la Mỹ trên tấn. Theo một số doanh nghiệp, do giá lúa quá cao nên các doanh nghiệp chỉ thu mua để thực hiện theo hợp đồng xuất khẩu. Chưa ký hợp đồng sẽ tạm dừng mua bởi lo ngại nguy cơ thua lỗ nếu giá lúa tiếp tục tăng. Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An thành phố Cần Thơ, nói giá lúa cao ảnh hưởng đến các hợp đồng xuất khẩu gạo mà doanh nghiệp đã ký trước đó khi gạo có giá thấp hơn. Giá lúa vượt quá xa rồi, giá gạo thế giới lên 630 đến 640 đô la Mỹ trên tấn mà giá lúa 7.200 đến 7.400 đồng trên kg đã vượt giá gạo nên khó bán, khó ký hợp đồng xuất khẩu. Doanh nghiệp nào có nguồn mà để giao gạo theo các hợp đồng đã ký thì không sao, còn doanh nghiệp đã ký hợp đồng mà chưa có nguồn là mệt. Ông Bình nhận định và dự đoán gạo xuất khẩu sẽ lập mặt bằng giá mới nhưng ở khoảng 620 đến 630 đô la Mỹ trên tấn. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.